Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor quạt gió dàn nóng trong xe ở quạt xe Toyota Altis. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso tại tại Nhật Bản. Mã sản phẩm của nó là 168000 gạch ngang 1060. Xem nhá. Sản phẩm được để trong một chiếc túi, và phía phần trên của nó sẽ là cái bao bì đây anh em nhé. Đây size S, đây là 3 điểm để chúng ta bắt vào chỗ lồng quạt này. Phần đây là phần hai giắc điện của nó này, đây anh em cùng nhìn nhé, rất là chất luôn. Đây anh em nhìn này, riêng với cái dòng xịn này, cái dây đồng của nó cực kỳ nhiều, cầm trên tay rất là đầm tay bì. Đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.